những bí mật chưa từng tiết lộ về trùm giang hồ Nam Cam. Kỳ 41. Hận Nam Cam, hải bánh phá vỡ luật im lặng trong giang hồ. Sáu tháng ròng rã trôi qua, người Hải gầy sọp lại như xác ve vì những lo toan cho những ngày kế tiếp. Nam Cam đã bỏ rơi mình thật rồi sao? Lẽ nào ông ta không sợ chết? Hay là vì ông ta đã lo lót xong thủ tục chạy tội cho mình rồi? Phá vỡ luật im lặng trong giang hồ. Cho đến một ngày, Hải gặp cán bộ tên là Nên, tức là Trung tá Nguyễn Văn Nên, lúc đó là Phó phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang. Một con người chất phác, dễ gần. Cán bộ Nên bỏ ra nhiều ngày ngồi với Hải để trò chuyện và tâm sự. Anh Nên đã khơi dậy trong Hải nhiều điều nghe có lý lắm. Nào là cái thiện, cái ác, nào là chính sách khoan hồng của nhà nước. Tiếp đó, Hải còn được dẫn ra gặp cán bộ Thành, tức Trung tướng Nguyễn Việt Thành, lúc đó là trưởng ban chuyên án triệt phá Nam Cam và đồng bọn. Những lời nói có lý có tình của cán bộ Thành khiến cho kẻ gan lì này ngộ ra nhiều điều. Khi niềm tin dành cho Nam Cam đã hết, thì sự quan tâm của cán bộ lại khiến cho con người thật của Hải sống lại. Thấy Hải rách rưới, không có quần áo để thay, cán bộ bèn mua cho Hải bộ quần áo mới. Sự tận tình và những hành động đầy tình người đó càng khiến cho mối hận thù của Hải đối với Nam Cam chất cao như núi. Từ đó, Hải có thêm niềm tin vào cán bộ, tin vào những người dám nghĩ dám làm và tin vào chính sách của đảng và nhà nước. Bởi vậy, Hải quyết định mở miệng. Hải hỏi cán bộ Nên: Nếu tôi khai ra người này, các anh có dám bắt không? Cán bộ Nên trả lời chắc như đinh đóng cột: Bắt chứ, dù có là ai đi chăng nữa, nhưng khi đã gây ra tội ác thì đều phải chịu trừng phạt bởi luật pháp. Chính vì vậy, Hải đã khai ra toàn bộ sự thật và chi tiết vụ thanh toán Dung Hà cũng như hoạt động đen tối của trùm Nam Cam cho cơ quan cảnh sát điều tra. Được biết, ngay sau khi có được những nguồn tin và chứng cứ quan trọng thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với nhiều lực lượng chuyên trách khác tiến hành ra quân đồng loạt để thi hành lệnh bắt đối với Nam Cam và những tên tội phạm khác. Vẫn biết đã vào trong giang hồ thì phải tuân thủ theo một số nguyên tắc định sẵn. Trong đó, cái việc tuân thủ luật im lặng chính là thước đo giá trị của người trong giang hồ. Nhưng bản lĩnh giang hồ không phải là ai gan lì hơn ai, ai chịu được đau đớn giỏi hơn ai, mà là có dám đối diện với sự thật và gánh vác trách nhiệm hay là không. Mặt khác, Nam Cam đã hết tình nghĩa với tôi, còn giả tâm đẩy tôi vào chỗ chết, nên tôi không hề hối hận vì sự lên tiếng của mình. Hải Bánh tâm sự. Những lời khai của Hải đã mở ra tất cả các cánh cửa bí mật, cũng như mọi tội ác của tập đoàn Nam Cam khiến cho nó sụp đổ. Những tội ác của tập đoàn xã hội đen Nam Cam đã đào mồ chôn, dẫn đường cho hơn 100 tên tội phạm, kẻ phải ra pháp trường đền tội, kẻ phải vào nhà giam trả giá cho chuỗi ngày sống ngoài vòng pháp luật của mình. Thoát án tử khi biết quay đầu là bờ. Hải Bánh tâm sự. Ở trong phòng biệt giam, nghĩ về những ngày tháng lăn lộn trong giang hồ, tôi đã thấy thấm thía vô cùng cái quy luật đã xa chân vào giang hồ, ác phải đối mặt với sự bạc bẽo, thậm chí là mất cả mạng sống. Ngẫm lại, tôi thực sự chán ngán cái chốn vốn không có tình người. Mỗi cá nhân muốn tồn tại phải chà đạp lên nhau mà sống, chỉ vì tư lợi cá nhân mà bất chấp đạo đức, sẵn sàng thể hiện bản chất chó má rồi tước đoạt nhau một cách nhẹ nhàng. Để có số má trong giang hồ,
Hải Bánh đã từng thanh trừng biết bao kẻ khác mà chẳng hề ghê tay và có chút động lòng. Muốn xứng mặt làm đàn anh thì điều đầu tiên là phải có trách nhiệm, dù cho cái sai đó là của đàn em mình gây ra. Hải thật hối hận vì đã để cho hai đàn em của mình nhúng tay vào vụ thanh toán Dung Hà. Sau khi thành khẩn khai báo, tâm trạng của Hải vẫn còn trống rỗng, suy sụp vì sự bạc nghĩa của Nam Cam. Với việc chỉ đạo cho đàn em đi giết người, Hải chắc chắn cũng không thoát khỏi án tử. Cũng may mắn vì có Trung tướng Nguyễn Việt Thành và Trung tá Nên động viên thì Hải mới dũng cảm đối diện với sự thật và có phần vững tâm hơn. Mạng sống rất đáng quý, nhưng bản lĩnh con người được thể hiện bằng sự dũng cảm, được Hải coi trọng nó hơn cả tính mệnh. Trong lúc phải lựa chọn cho mình con đường sống hoặc chết, khiến cho Hải bị dằn vặt và nghĩ đến nát cả óc. Càng gần ngày ra tòa thì những ký ức tự nhiên tràn về, những điều ác gây ra lại thường trực trong đầu. Nó ám ảnh Hải cả trong giấc ngủ. Sự bất cần của thằng không sợ trời chẳng sợ đất chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, chứ trong sâu thẳm tâm trạng, Hải cũng cảm thấy sợ hãi. Chết đã đáng sợ rồi, nhưng chờ đợi cái chết còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Hãy nhớ lại, trước ngày xét xử, tôi yêu cầu luật sư của mình không được tranh cãi với luật sư của Nam Cam. Tội của tôi đến đâu sẽ nhận đến đó, biết điều gì sẽ khai cái đó. Dù có phải nhận án tử, nhưng tuyệt đối không được cãi vã, không được đổ tội cho nhau. Đã dấn thân vào giang hồ, đến lúc xa cơ lỡ bước mà lại cãi nhau, đổ lỗi cho nhau thì hèn hạ lắm. Đó cũng không phải là cách thể hiện của con người tôi. Ngày cuối cùng, ngồi thúc thủ trong buồng biệt giam chờ ngày ra tòa, có lẽ là ngày Hải chẳng bao giờ quên được. Đêm đó, Hải lặng nhìn qua lỗ thông gió, đếm ngược thời gian trôi và thầm nghĩ: chỉ cần ngày mai thôi, khi ánh bình minh ló qua khe cửa nhỏ bằng ô bàn tay ấy, có thể cũng là lúc sẽ phải nói lời vĩnh biệt trái đất này rồi. Sự mệt mỏi vì nhiều đêm thức trắng nhanh chóng đẩy Hải chìm vào cơn mộng mị đáng sợ. Trong giấc mộng, Hải thấy mình đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi những chiếc vòi của con bạch tuộc, để hướng về phía tia sáng nơi cuối chân trời. Tiếng lọc cọc mở cửa buồng giam khiến cho Hải choàng tỉnh giấc. Mấy vị cảnh sát đến áp tải Hải rồi đưa lên xe vận chuyển tù nhân. Mãi sau mới biết mình được di chuyển từ trại giam Tiền Giang về tòa án. Có hàng trăm người dân tụ tập ở đó. Những tiếng ý ới gọi người thân làm cho các bị cáo khác mừng rỡ. Hải cũng cố tìm những ánh mắt người thân nhưng không tài nào thấy được. Trong công đường, Nam Cam được xếp ngồi ở vị trí đầu bàn thứ nhất thuộc dãy bên trái của hội trường xét xử. Hải cùng các bị cáo khác ngồi ở bàn phía sau. Trước tòa, Hải đưa ra lý lẽ để đảm bảo lời khai đúng sự thật, đúng với diễn biến vụ án và quá trình điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra. Còn Nam Cam, lúc đầu ông ta chối đay đẩy, không nhận việc chỉ đạo cho Hải tổ chức bắn chết Dung Hà. Đã thế, Nam Cam còn tự tay viết đơn chống án với nội dung không thừa nhận đã chỉ đạo. Nhưng ngày hôm sau xét xử, biết là không thể chối cãi được nên Nam Cam lại nhận tội. Thật đáng xấu hổ, chỉ vì sợ chết mà ông ta đã đánh mất đi hình ảnh của một ông trùm, một đại ca giang hồ khét tiếng một thời. Hãy đánh giá. Lúc nghe tòa tuyên án, cảm xúc thật tệ hại. Hải cũng như bao bị cáo khác đều phải đối mặt với sự lo lắng sợ hãi. Khi nghe tòa phán quyết, Hải bị án chung thân cho tội giết người, 2 năm tù về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng
một năm tù về tội cố ý gây thương tích tại quán Tân Hải Vân. Tổng hình phạt là chung thân. Tôi biết á, chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước, không thì giờ này đã xanh cỏ rồi. Tôi nghĩ mình may mắn thoát khỏi án tử là do thành khẩn khai báo. Luật pháp cho tôi sống để chứng minh một điều: bất cứ kẻ phạm tội nào cũng đều có cơ hội để làm lại cuộc đời nếu như người đó hướng thiện, cải tà quy chánh thật sự. Hải Bánh bùi ngùi kể lại. Hết kỳ 40. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi series Những bí mật chưa từng tiết lộ về trùm giang hồ Nam Cam kỳ tiếp theo vào 21 giờ các ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người. Người đọc: Ý Trần.